Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách móc một mẫu túi vô cùng đơn giản với họa tiết ô vuông như thế này ha. Với mẫu túi này, ở đây mình sử dụng len cotton mill ha, loại 125g. Và tùy theo tay móc của mỗi bạn, các bạn lựa kim móc cho phù hợp ha. Ở đây thì mình sử dụng kim móc 3mm. Với len móc là cotton mill và kim móc là 3mm. Thì sau khi hoàn thiện, sản phẩm của mình có kích thước chiều dài là 14 cm ha. Phần đáy là 2 cm. Và chiều rộng của túi là 22 cm ha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào hướng dẫn chi tiết phần móc ha. Đầu tiên, mình bắt một dây gồm 51 bính ha. Khi mà các bạn bắt dây bính thì mình sẽ chừa cái phần đầu sợi này dài một xíu. Để khi mà mình móc xong, mình sẽ quay lại mình nẹp cái phần miệng ha. Tới đây là mình đã móc đủ 51 bính ha. Bây giờ mình sẽ lùi lại 3 bính, tức là mình bỏ qua 3 bính tính từ chân kim. Mình móc từ bính thứ tư ha. Mỗi chân bính mình sẽ móc vô đó một mũi kép. Mình sẽ móc lần lượt cho tới hết phần dây bính ha. Mỗi chân bính mình sẽ móc vô đó một mũi kép đơn. Bây giờ tiếp tục mình sẽ móc tới hàng thứ hai. Tại đây mình sẽ lên 3 bính. 3 bính tương ứng với một mũi kép ha. Các bạn quay sản phẩm lại, mình sẽ móc 3 mũi ngọt trước. 1 2 3. Vậy là ở đây mình có 4 mũi ha các bạn. Gồm 3 mũi ngọt trước và 1 mũi lên 3 bính. Tiếp tục, mình sẽ móc 1 mũi kép đơn. Đến lượt thứ 2, mình sẽ móc 4 mũi ngọt trước. Đây các bạn quan sát mũi ngọt trước ha. Mình luồn kim qua đây. Đây. Mình sẽ lấy sợi lên kim. Mình luồn qua phần này ha. Mình luồn qua cái phần mũi móc này ha. Sau đó mình lấy sợi lên. Lấy len lên. Sau đó mình móc qua một lần. Móc qua lần hai nữa. Vậy là mình được một mũi ngọt trước. Tiếp tục, một mũi ngọt trước nữa. Thêm một mũi ngọt trước nữa. Các bạn mình sẽ móc tất cả 4 mũi ngọt trước nha. Sau đó mình sẽ móc một, xong 4 mũi ngọt trước rồi, mình sẽ móc một mũi kép bình thường ha.
một mũi kép đơn bình thường. Tiếp tục tới 4 mũi ngọt trước ha, 4 mũi kép ngọt trước. Hai, ba, bốn, một mũi kép đơn bình thường ha. Tiếp tục bốn kép ngọt trước, và các bạn cứ lặp lại cái cụm bốn kép ngọt trước, một kép đơn bình thường cho tới hết cái phần dây móc ha. Đây ở khúc cuối này mình còn 5 mũi móc cuối cùng ha. Thì mình sẽ móc một mũi kép bình thường ha, một mũi kép đơn bình thường. Và đây mình còn 4 mũi này ha. Mình sẽ móc các mũi ngọt trước ha. Đây mình móc được 3 mũi ngọt trước rồi, và còn một cái mũi cuối cùng là ở cái phần mà mình lên 3 bính ha. Thì ở cái mũi này các bạn móc mũi đơn bình thường cũng được ha. Tại vì là cái này thì nó ở phần mép của cái miếng, cái mảnh túi đầu tiên này ha. Đây thì giống như bên này của chúng ta cũng là ba mũi bính lên ha, tương ứng với một mũi kép. Thì mình ở cái này các bạn móc bình thường cũng được, mình không cần móc ngọt trước đâu, thì nó phía bên hông này ha. Tiếp tục sang hàng thứ ba ha, ở đây mình lên 1 2 3 bính, 3 bính này tương ứng một mũi kép ha. Các bạn quay sản phẩm lại ha, đây chính là cái phần mặt ngoài của sản phẩm đấy ha. Mình lên 3 bính này, 3 bính tương ứng một mũi kép đây ha. Mình sẽ móc tiếp tục. Tại những mũi mà hàng thứ hai mình móc mũi ngọt trước thì bây giờ các bạn mình sẽ móc các mũi kép đơn bình thường ha. Các mũi kép đơn bình thường. Đó. Vậy là cái ô thứ nhất mình sẽ có 3 mũi kép đơn và một mũi mình lên 3 bính tương ứng với một mũi kép ha. Và tại cái mũi mà ở hàng thứ hai chúng ta móc mũi đơn bình thường thì bây giờ mình sẽ móc mũi ngọt trước. Vậy tức là ở hàng thứ ba này mình sẽ móc là 4 mũi kép bình thường, 4 mũi kép đơn bình thường ha. Xong sẽ đến một mũi ngọt trước. Mình sẽ móc 4 mũi kép đơn bình thường ha. Tiếp tục ở cái mũi mà hàng thứ hai mình đi mũi đơn bình thường thì giờ mình sẽ đi mũi ngọt trước vô đó ha. Và các bạn cứ lặp lại như thế, 4 mũi đơn bình thường, một mũi ngọt trước. Mình lặp lại cho tới hết hàng thì thôi ha. Các bạn lưu ý là mình còn một cái mũi kép ha. Ở cái mũi mà mình lên 3 bính á, các bạn nhớ là mình móc cái đó để cho nó đủ ha. Vậy là tới đây là mình đã xong cái hàng thứ ba ha. Là mình đang móc để tạo ra những cái họa tiết ô vuông như thế này ha. Tiếp tục sang hàng thứ tư ha. Ở đây mình cũng sẽ lên 1 2 3 bính ha. 3 bính tương ứng với một mũi kép. Sau đó các bạn quay sản phẩm lại ha. Và ở đây các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi ngọt trước ha. 1 2
3. Hàng thứ tư sẽ giống hàng thứ hai ha các bạn. Mình sẽ móc ở cái ô đầu tiên thì mình sẽ móc 3 mũi ngọc trước cộng với một cái mũi mà mình lên 3 bính là tổng là mình cũng có 4 mũi ha. Sau đó mình sẽ móc tới một mũi kép đơn bình thường ha. Tiếp tục sang ô thứ hai, ô thứ hai thì mình sẽ móc 4 mũi kép ngọc trước. Bốn mũi kép ngọt trước ha. Tiếp đến sẽ tới một mũi kép đơn bình thường. Và các bạn cứ lặp lại như thế cho tới hết. Hàng thứ tư sẽ giống hàng thứ hai ha các bạn. Các hàng chẵn sẽ giống nhau. Các hàng lẻ cũng giống nhau ha các bạn. Tức là mình sẽ móc theo cặp đó. Hai hàng thì sẽ tạo ra được một cái họa tiết ô vuông. Đây, đây mình sẽ còn một cái mũi cuối cùng này ha. Thì bình thường mình sẽ móc cái mũi ngọc trước. Nhưng mà ở đây thì nó là cái mũi phần mép. Nên là mình móc mũi kép đơn bình thường cũng được ha các bạn. Không cần. Vậy là tới đây là mình đã xong cái hàng thứ tư ha. Tiếp tới mình sẽ móc hàng thứ năm ha. Mình cũng lên 1, 2, 3 bính. Mình quay sản phẩm lại. Đây, bây giờ các bạn đã nhìn rõ cái ô vuông của mình chưa? Đây, nó sẽ tạo ra những cái họa tiết ô vuông như thế này ha. Hàng thứ năm thì mình sẽ móc giống hàng thứ ba ha. Tức là bây giờ ở đây mình sẽ móc ở đầu này thì mình sẽ móc thêm 3 mũi kép đơn. Ba mũi kép đơn bình thường ha. Ba mũi kép đơn này cộng với một cái mũi lên dây bính là 4 mũi ha các bạn. Là tổng cái ô vuông của mình vẫn đảm bảo đủ 4 mũi. Tiếp đến sẽ là một mũi ngọt Hàng 5 trước. thì móc giống hàng 3 ha. Các hàng chẵn móc giống nhau, các hàng lẻ móc giống nhau ha các bạn. Và cứ hai hàng thì sẽ tạo ra được một cái họa tiết ô vuông. 4 mũi kép bình thường ha, sau đó đến một mũi kép ngọt trước. Và các bạn cứ móc lặp lại như thế cho tới hết hàng. Mình sẽ móc tiếp tục lặp đi lặp lại cái hàng số 2 và hàng số 3 ha các bạn cho tới khi mà đủ cái độ dài của cái phần thân túi. Ở đây là mình móc tất cả là 18 họa tiết ô vuông ha và thêm hai nửa ô vuông ở hai đầu. Tới đây là mình đã móc đủ cái độ dài của phần thân túi ha. Phần thân túi của mình là một cái mảnh lớn như thế này ha. Mình kết thúc ở cái hàng nửa ô ha các bạn. Do là cái đầu dưới đây các bạn. Cái đầu khi mà chúng ta bắt đầu đây. Thì nó cũng có một cái hàng nửa ô này ha. Nên phía trên này mình cũng kết thúc là nửa ô. Mình sẽ đi thêm một cái hàng mũi trượt nữa ở đây ha. Để cho cái đường miệng túi này nó được cứng cáp hơn. Đây mình cũng sẽ quay lại ha. Mình lên một bính để cho dễ móc. Sau đó mình đi các mũi trượt ha. Mỗi chân mình sẽ đi vô đó một mũi trượt. Và mình móc cho tới hết ha. Đây ha. Vậy là tới đây mình đã xong. Xong thì mình sẽ cắt sợi ha. Và để cho nó hai cái mép này nó giống nhau thì cái mép phía bên này mình cũng sẽ đi các mũi trượt ha các bạn. Thì lúc trước là mình có để chừa một cái đoạn len như thế này ha. Bây giờ mình sẽ đi các mũi trượt ở cái mép phía bên này để cho hai cái mép cái túi nó
giống nhau ha. Thì mép phía bên này mình cũng đi các mũi trượt. Còn là bạn nào mà lúc trước mà các bạn lỡ không có chừa len á, thì bây giờ các bạn mình nối sợi vô để mình đi các mũi trượt ha. Đây, tới đây là mình đã viền xong mép của cái phần túi này ha, bằng các mũi trượt để cho hai cái mép này nó giống nhau ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi móc cái phần hông túi hai bên hông ha, và cái phần dây đeo. Thì cái phần hông này và cái phần dây đeo mình sẽ móc liền luôn nha ha các bạn. Ở cái phần hông mình cũng sẽ sử dụng cái họa tiết ô vuông này luôn ha. Ở đây tổng cái miếng móc của mình là có tất cả 18 ô vuông và hai nửa ô vuông ở hai đầu. Nên mình sẽ chia luôn cái chiều dài và cái chiều rộng của cái phần hông trước khi mà mình bắt đầu móc ha. Thì cái chiều dài của phần hông túi mình sẽ móc là 8 ô vuông cộng với một nửa ô vuông ha. Độ rộng của phần hông túi là mình sẽ để là 2 ô vuông ha. 2 ô vuông ở cái độ rộng của phần hông túi thì mình sẽ giáp với cái phần đáy của túi ha. Đây ha, cái này các bạn mình để chừa một cái đoạn dài nha. Để xíu nữa mình sẽ móc vào cái phần dưới. Các bạn cứ chừa dài một xíu cũng được ha. Đây mình tạo một cái nút thắt. Sau đó ở đây mình sẽ lên là 11 bính ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ha. Sau đó mình bỏ qua 3 bính tính từ chân kim ha, 1 2 3, mình sẽ móc vào bính thứ tư. Cái hàng đầu tiên mình cũng móc toàn bộ là các mũi kép đơn bình thường ha. Mình móc y chang cái phần thân túi ha các bạn. Nhưng mà cái số bính nó ít hơn. Ở đây là mình lên 11 bính là mình sẽ móc được hai họa tiết, hai cái ô vuông ha. Vậy là xong hàng thứ nhất ha các bạn. Ở đây mình sẽ lên 1, 2, 3 bính ha. Mình quay lại và mình móc. 3 bính này sẽ tương ứng với một mũi kép. Nên ở đây mình sẽ móc thêm 3 mũi ngọt trước nữa ha. Một mũi ngọt trước, hai mũi ngọt trước, ba mũi ngọt trước ha. Tiếp theo mình sẽ móc một mũi kép đơn bình thường. Cách móc y chang cái phần thân ha các bạn. Tiếp tục mình sẽ móc ở đây ba mũi ngọt trước. Một, hai, ba. Ở đây mình còn một cái mũi cuối cùng nữa ha các bạn, cái mũi mà mình lên ba bính này ha, cái mũi ba bính này thì mình sẽ móc một mũi móc kép đơn bình thường ha, không cần ngọt trước đâu các bạn, để cho hai cái mép này nó như nhau ha. Tiếp tục sang hàng thứ ba, 1 2 3, mình cũng lên ba bính, sau đó mình quay lại. Ở đây mình sẽ móc 3 mũi kép đơn. Một mũi ngọt trước ha. Ở đây là 3 mũi kép đơn và một mũi mình lên 3 bính là 4 mũi ha các bạn. Tiếp tục, ở đây mình sẽ móc 4 mũi kép đơn bình thường ha. Và các bạn cứ lặp lại như thế ha. Vậy là đây là mình đã được một ô vuông này ha. Các bạn cứ lặp lại cái hàng hai, hàng 3 cho tới khi mà mình đủ 8 ô vuông cộng với một nửa ô vuông ha. Thì tới khúc đó thì mình sẽ móc đến cái phần quay túi ha các bạn. Tới đây là mình đã móc được 7 ô vuông thế này ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và một nửa ô vuông này.
Thì cái phần dưới của mình đây có một nửa ô vuông nữa ha. Nhưng mà vì mình ráp như thế này ha các bạn, mình sẽ ráp vào thân như thế này. Thì cái phần đáy túi này, cái phần đáy túi nó sẽ không có nửa ô vuông ha. Nên ở đây mình sẽ móc thêm một nửa ô vuông nữa. Đây còn cái phần này là đủ ha. Đó là lý do mà vì sao mà mình nói các bạn là mình khi mà mình tạo cái nốt thắt á, thì mình chừa cái đầu này dài ra một xíu. Để bây giờ mình sẽ tiếp tục mình móc nửa ô vuông ở cái phần này ha, để cho nó đủ một ô vuông. Sẽ kéo len ra thì mình móc cho đủ cái ô vuông. Mũi đầu tiên mình cũng lên 3 bính ha các bạn. 3 bính tương ứng với một mũi kép. Ở đây các bạn quan sát cái ô vuông của mình ha. Cái phần này nó đang chìm. Nên khúc này mình sẽ móc là các mũi móc kép bình thường. 2. Mình lên 3 bính thì sau đó mình móc 3 mũi kép đơn. Đây, sau đó mình sẽ tới một mũi ngọc trước ha các bạn. Và tiếp tục mình sẽ móc 3 mũi kép đơn. À xin lỗi các bạn, mình sẽ móc 4 mũi kép đơn ha. Đó, vậy là tới đây là mình đã cái ô vuông này nó đã hoàn thiện ha các bạn. Nó đã tròn một ô vuông. Hay vậy bây giờ các bạn quan sát ở đây mình đã có 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ô vuông và một nửa ô vuông này ha. Vậy là mình vừa cái phần thân này ra. Cái miếng bên hông này nó đã vừa mấy cái phần thân túi đi ha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình móc đến cái phần dây đeo của túi ha. Phần dây đeo thì tùy các bạn ha. Các bạn có thể sử dụng mũi kép, các bạn mình có thể móc toàn bộ các mũi kép. Còn ở đây thì mình sẽ sử dụng mũi giả đan ha. Tức là mình sẽ móc các mũi trượt để các bạn quan sát ha. Đây mình sẽ trượt. Mình sẽ đi các mũi trượt và mình trượt nguyên cạnh sau ha các bạn. Đây mình sẽ lấy cái cạnh sau của phần mũi móc. Và mình đi vào đó mỗi chân một mũi trượt ha. Sau đó mình cũng lên một bính này, quay lại và mình cũng đi các mũi trượt ha các bạn. Trượt vào cạnh sau ha các bạn. Và mình cứ lặp lại như thế cho tới khi đủ cái độ dài của cái phần que túi ha. Cái phần dây đeo đó, các bạn mình cứ lặp lại như thế cho tới khi mà mình đủ cái độ dài của cái phần dây đeo. Thì mình sẽ tiếp tục móc cái phía hông bên kia của túi ha. Tới đây là mình đã móc đủ cái độ dài của cái phần que túi đây ha. Các bạn móc làm sao để cho cái hàng cuối cùng của cái phần que túi ha nó nằm ở mặt phải, tức là nó Tới đây là mình đã móc đủ cái độ dài của phần que túi rồi ha. Ở đây mình móc là 50 cm. Các bạn móc làm sao để cho cái hàng cuối cùng nó sẽ quay về phía mặt phải của phần hông túi ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần hông túi bên này ha. Đầu tiên mình cũng lên 3 bính. Sau đó mình quay lại móc hàng đầu tiên toàn bộ là các mũi kép đơn.
Hàng thứ hai, lên 3 bính, sau đó quay sản phẩm lại, móc 3 mũi ngọt trước, tiếp đến là một mũi kép đơn. Sau đó mình móc tiếp tục 3 mũi ngọt trước. Và cuối cùng mình sẽ móc một mũi kép đơn. Là tới đây mình đã xong hàng thứ hai ha. Tiếp tục mình lên 3 bính. Sau đó mình quay lại, quay sản phẩm lại. Móc tiếp 3 mũi kép đơn. Một mũi ngọt trước. Và 4 mũi kép đơn. Tới đây mình đã xong hàng thứ 3 ha. Và mình được một họa tiết ô vuông và một họa tiết nửa ô vuông. Các bạn cứ móc lặp đi lặp lại hàng thứ 2 và hàng thứ 3 cho tới khi đủ 8 ô vuông thì mình sẽ dừng lại ha. Tới đây là mình đã móc đủ 8 họa tiết ô vuông ha, và một nửa ô vuông. Vậy là mình đã xong cái phần hông thứ hai ha. Đây các bạn quan sát, đây là hai phía hông túi ha, và nó liền với cái phần dây đeo luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi khâu ráp cái phần hông túi vào với thân túi ha. Mình sẽ đặt cái phần hông túi vào với phần thân túi như thế này ha các bạn. Do trước khi móc mình đã tính toán để cho số họa tiết ô vuông của cái phần hông và cái phần thân nó tương ứng với nhau rồi. Nên bây giờ các bạn đặt hai miếng hông ở hai bên thân của túi, làm sao cho các đường nổi gân nó sẽ trùng với nhau ha. Mình sẽ luồn len vào để mình móc ha. Mình sẽ ráp tương ứng cái đường gân của bên thân với cái đường gân của bên hông ha. Đầu tiên mình sẽ trượt một mũi để nối phần thân với phần hông túi. Ở đây mình có nửa ô vuông nên chỗ này mình sẽ lên một bính. Sau đó trượt vào cái đường gân của bên thân túi. Sau đó trượt một mũi vào đường gân của bên hông túi. Tiếp tục mình lên 3 bính. Sau đó trượt vào cái đường gân tiếp theo của bên thân túi. Trượt tiếp vào đường gân tiếp theo của bên hông túi. Các bạn cứ lặp lại như thế cho đến khi mà mình ráp kín cái phần thân túi vào với cái phần hông túi ha.
Tới đây là mình ráp gần kín cái phần hông túi vào với cái phần thân túi rồi ha. Thì ở đây mình còn cái họa tiết nửa ô vuông, thì chỗ này mình sẽ chỉ lên một bính thôi ha. Sau đó mình sẽ ráp bằng với cái phần hông túi và mình kết thúc. Kết thúc thì các bạn mình lên thêm một bính nữa, sau đó mình cắt sợi và mình giấu sợi ha. Mình ráp tương tự với cái cạnh còn lại của túi ha. Tới đây thì về cơ bản mình đã hoàn thành xong chiếc túi với họa tiết ô vuông rất là xinh xắn. Còn về phần may lót thì do là mình đặt lót nhưng mà lót túi chưa có về tới, nên trong video ngày hôm nay mình sẽ chưa có hướng dẫn cái phần may lót ha. Khi nào mà phần lót mình nhận được lót túi về thì mình sẽ up cái video chia sẻ với các bạn phần khâu lót. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Happy Land.